chị. Tiếp theo xin mời các anh chị chúng ta chuyển sang phần thứ hai, trường hợp thứ hai của tích phân đường. Trường hợp thứ hai để tính tích phân đường của chúng ta như sau. Trường hợp thứ hai. Tính tích phân đường. PXY DX cộng QXY DY trên đường L. Cái trường hợp thứ hai này thì đường L của chúng ta nằm trên một cái đường mà có đường cong là một hàng của x theo y, tức là x bằng gy. Đấy. Có phương trình là x bằng gy và y lớn hoặc bằng c, nhỏ hơn hoặc bằng d. Như vậy là về bản chất của cái trường hợp thứ hai này thì nó cũng giống hệt đối với lại trường hợp thứ nhất. Thì trường hợp một thì là ta xét y là một hàm của x gì, còn trường hợp thứ hai này thì ta lại xét x là một hàm của y. Thì tôi sẽ cố gắng để phân ra hai trường hợp như thế này để là các anh chị khi mà chúng ta gặp các cái bài tập để chúng ta biết cách chúng ta phân loại, không phải lung tung trong quá trình mà chúng ta đi giải bài tập. Nên người ta mô phỏng nó trên hình vẽ thì nó như sau. Thì đây giả sử là hệ trục tọa độ OXY. Đây là hệ trục tọa độ OXY của chúng ta. Thì đây chính là đường L. Đường L có phương trình là x bằng gy. Và chúng ta lưu ý trong trường hợp này của chúng ta là chúng ta xác định khoảng của y, y lớn hoặc bằng c, nhỏ hơn hoặc bằng d. Đây từ c đến d. Đấy, chúng ta lưu ý trong trường hợp này là biến y sẽ dao động từ c cho đến d. Đấy. Thế nếu như trong trường hợp mà L nằm trên một đường cong có phương trình là x bằng gy thì chúng ta cũng áp dụng tương tự như đối với trường hợp 1 để chúng ta tính. Thì đầu tiên là chúng ta phải tính cái dxy. Dxy sẽ bằng g phải theo y. Nhân với lại dy. Như vậy là lúc đó tích phân đường y của chúng ta, ta sẽ chuyển nó về một biến y như sau. Cận lấy tích phân từ c cho đến, là giữ lấy từ c đến d, và p của xy thì ta thấy x bằng gy, cho nên ta thay x sẽ bằng gy, y ta giữ nguyên, và dxy ta thay bằng g phải y dy cộng qxy, tương tự qxy ta thay xy bằng gy, bằng gy ta biểu diễn theo y, y đây giữ nguyên, nhân với dy. Như vậy trong trường hợp này ta thấy là biểu thức thứ nhất có dy, thứ hai ta có dy, ta đặt dy chung. Lúc đó cái này ta sẽ chuyển về tích phân từ c đến d của mở đóng ngoặc là p của gy y nhân với g phải y cộng với lại quy của gy y đóng ngoặc dy. Như vậy đây ta thấy biểu thức dưới dấu tích phân lúc này nó sẽ là một hàm của biến y. Như vậy là ta đã đưa được về là tích phân từ tích phân đường, ta thấy có hai biến, chứa hai biến x và y, chuyển về thành tích phân xác định của hàm một biến mà chúng ta đã biết. Và tương tự như trường hợp một là các anh chị có thể vận dụng các kiến thức về tính tích phân của hàm một biến để chúng ta giải quyết tiếp đối với lại cái trường hợp này.
Thì sau đây xin mời các anh chị chúng ta cùng chuyển sang một vài các cái ví dụ để chúng ta làm quen đối với lại cái trường hợp 2.